Em Thảo gửi lời chào tới các bác làm vườn. Vào hôm nay thì em sẽ đăng về sốp bọc ổi. Đang trong thời điểm nắng nóng thì cây ổi Lào của các bác cũng cần bọc quả để bảo vệ sâu bệnh, bảo vệ giám nắng. Thì với cái bao bọc ổi hôm nay em sẽ đưa tới các bác nhà mình túi vải, túi xốp. Và với cái túi xốp này thì bên ngoài nó là bóng này, bên trong nó là xốp. Và đầu thì em đã buộc dây chun sẵn hết như này rồi. Để các bác về chỉ việc đeo vào quả ổi thôi nhá. Và với dòng xốp này nhà em đang đưa tới các bác là cái xốp bọc 4 mùa. Để các bác có thể tránh nắng này, sâu bệnh này, nhất là ruồi vàng châm. Thì với quả bưởi của các bác nếu như không bọc ấy thì ruồi vàng nó châm nó sẽ rất chi là nhiều giòi và không bao giờ có thể ăn được ạ. Kể cả các bác trồng ít hay trồng nhiều thì các bác cứ sử dụng ngay cái túi này bọc sẽ được 2-3 vụ trở lên nhá. Nó cũng rất rẻ thôi. Thế 1 cân bọc thì em cũng sẽ gửi đến tận nhà các bác. Và với cái dòng bọc ổi này thì sẽ quay thật gần thế này cho các bác nhà mình xem. Đưa tới các bác về cái dòng bọc ổi đấy nhá. Bên đơn vị em thì sẽ gửi từ các bác tới tận tay là 5 cân miễn phí ship hoàn toàn. Và số điện thoại thì em để ngay đây nhé. Bác nào mà đang cần, đang muốn tư vấn thật kỹ, hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em số 0888636138 này. Đấy, và em sẽ chèn thêm một số nữa ở trên màn hình video để các bác nhà mình tiện được liên hệ hơn. Và với cái bọc ổi này thì đơn vị em đang gửi trên 63 tỉnh thành của đất nước. Bác nào ở đâu có thể mua được, chỉ cần các bác gọi điện trực tiếp. Ngoài bóng ra thì em sẽ có chun, xốp em có chun và bóng rồi. Đấy, các bác cần mua bóng em sẽ gửi bóng nhé. Và chia sẻ tới các bác về cái dòng bóng bọc ổi thì nhà em nó sẽ không như những loại bình thường đâu. Rất nhiều bác bảo tôi sợ mua vào cái túi trong. Với cái dòng túi bọc ổi mà túi trong ấy thì nó sẽ rất chi là dính. Đấy, không mở, mở ra rất chi là khó. Và túi bọc ổi này các bác lưu ý là nhà em sẽ làm thủng hai đầu hết nha các bác nhé. Đây, hai đầu thủng hết như này. Đấy, thủng như này để khi các bác nhà mình mà sử dụng ấy, nó sẽ không bị oxy bên trong túi. Và với cái kích thước túi thì em sẽ đo cho các bác xem nhé. Kích thước này là cao 20. Cao 20. Và bề rộng của nó thì rơi vào là 17cm. Đấy, và giá của nó là 60.000 đồng một cân. Cứ mua từ 5 cân trở lên em miễn phí ship hoàn toàn. Đây gọi là bóng. Đấy, rất nhiều bác bao quả thì các bác chỉ cần cái túi bóng đó thôi. Các bác lại không cần, các bác tránh ruồi mà. Các bác không cần xốp. Đấy, các bác bao xoài đấy. Còn đối với các bác bọc ổi thì 100% sẽ phải cần tới xốp như thế này. Thì chia sẻ tới các bác làm ổi, các bác phải lưu ý nhá. Bởi vì khi em gửi 5 cân xốp bọc ổi là tới nhà các bác thì cước nó rất chi là cao và em đã miễn phí ship rồi. Các bác phải nắm chắc chắn là xốp này là xốp dài 14cm. Và đây là kích thước chung của cả nước đang dùng. Rất nhiều bác khi em gửi tới nhà bảo nó bé quá. Đấy thì cái quả ổi của các bác như thế nào thì các bác dùng thì các bác phải nắm rõ về kích thước nhé. Còn đây là kích thước chung của cả nước dùng. Em gửi toàn quốc và chưa bác nào chê bé quá cả. Bởi vì kể cả quả ổi Đài Loan 1 cân đổ lại là các bác cũng đã có thể bao được rồi. Đấy, và với bọc ổi đây em báo giá luôn thì đang thời điểm hiện tại là em đang đưa tới các bác là 600.000 5 cân. Và sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Bởi vì đây nó là dòng bọc ổi 4 mùa. Tránh nắng, tránh sâu bệnh cả 4 mùa luôn và sẽ rất chi là bền. Siêu dai luôn. Và với một cái bọc ổi như này thì nhà em các bác nào mà cần theo chun thì em sẽ có chun bán rời các bác nhé. Chun này là chun không ghẻ. Rất nhiều bác hỏi em là chun không ghẻ là chun như thế nào. Chun không ghẻ có nghĩa là khi các bác nhà mình bao bọc trời nắng trời mưa nó không bị ghẻ, không bị đứt nhá. Kể cả tới nước xốp hỏng rồi mà chun vẫn chưa đứt luôn. Đó là cái dòng chun loại 1 em đang đưa tới các bác nhà mình. Ngoài ra thì bên xưởng em còn có cả túi vải, bọc ổi, bọc cam, bọc xoài, bọc bưởi. Với cái dòng túi vải em có nhỏ nhất là 16-18. Đây là cái túi bọc cam này, bọc vú sữa này, bọc xoài này. Đấy, và bọc ổi. Tùy thuộc nhá, đây là túi vải đầu có dây rút và nhà em may thủ công 100%. Bác nào mà đã xem của xưởng em thì các bác biết rồi. Em đã cung cấp rất chi là nhiều. Và cái này thì cứ mua 1.000 cái là em miễn phí ship. Cái kích thước 18-16 thì đang là giá 55.000 trên 100. Và mua 1.000 túi là 550 trên 1.000 túi và sẽ được miễn phí ship. Các bác sẽ bao bọc từ 2 vụ trở lên với cái túi vải này. Nếu như mà dùng túi bao bưởi thì các bác phải bảo em là túi bao bọc bưởi nhá. Bởi vì cái này có nhiều kích thước. Ví dụ như 18-16 là kích thước nhỏ, chuyên bao cam, bao bưởi, bao vú sữa, bao được quả nhỏ nhất. Còn với kích thước mà bao bưởi thì các bác sẽ dùng là 30-35 hoặc 30-30 hoặc là 25-30. Đấy là những cái kích thước để các bác nhà mình bao quả bưởi. Đấy, và đã đến với xưởng em thì em sẽ có cả túi bao mít, bao sầu riêng, bao mãn cầu, bao tất cả các loại quả.
Chỉ cần các bác gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn các bác sẽ được chuẩn hơn nhé. Đây là với mỗi một cái bịch bóng này thì sẽ là nửa cân, và các bác sử dụng ít thì chắc là phải được cả năm. Đấy, còn các bác sử dụng nhiều thì cứ mua đến một cân nhé. Đấy, giá cũng rất chi là rẻ, có 20.000 đồng một lạng thôi. Đấy, và với xốp bọc ổi để quay một chút để cho các bác nhà mình xem về cái chất xốp này. Chủ yếu là em đang đưa tới các bác cái dòng xốp này là nhiều nhất. Đấy, đây là cái túi bóng bên ngoài này, và bên trong nó là một cái dòng xốp siêu dai. Đấy, các bác có thể bao trái ổi Đài Loan 1kg đổ lại. Đấy, và đây là xốp không nhá, thì bên em sẽ bán lồng sẵn hết như thế này này, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và con rất cảm ơn là các bác luôn quan tâm và ủng hộ tới đơn vị em nhé. Bác nào đang cần, đang muốn chống nắng, chống sâu bệnh ngay, hãy gọi điện trực tiếp tới đơn vị em hoặc kết bạn Zalo, em gửi đến tận nhà luôn nhé. Lắm rõ kích thước dùm em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Mỗi bác xem được video nhớ cho em xin một like nhé, một chuông, và nhất là một nút đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để đón xem và thật nhiều những cái dụng cụ hay của bên xưởng em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ.